chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh nấu ăn của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm cơm gà nha, cơm gà xối mỡ. Thì để làm món cơm gà ngày hôm nay thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các nguyên liệu trước là cái gà. Gà này thì mình sẽ sử dụng cái gà loại là gà tâm hoàng nha các bạn. Khi chiên cái gà tâm hoàng này nó sẽ mềm hơn là cái gà ta của mình. Như các bạn nào sử dụng cái gà ta nó cứng lắm, khi mà mình chiên lên nó khô nó không có ngon. Còn gà tâm hoàng này thì mình sẽ sử dụng cái gà tâm hoàng này nè, nó rất mềm nha, và khi mình chiên lên thì nó cái xương và cái thịt của nó mềm, mình dễ ăn hơn. Thì để sử dụng cái gà tâm hoàng này, gà này chiên nước mắm thì chiên xối mỡ, xin lỗi các bạn, là mình sẽ chiên xối mỡ nha. Thì mình sẽ sử dụng ở đây tất cả các gia vị nha. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng cơm. Cơm đây thì các bạn có thể sử dụng là cơm dẻo, cơm đậu dẻo, cơm dẻo cũng được. Là cái loại cơm này nè. Cơm dẻo thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Thì khi mình chiên lên á, các hạt những hạt cơm của mình á, nó kết dính lại. Thì nếu không có các bạn không thích ăn cơm dẻo á, thì mình nghĩ là các bạn mua cái gạo tài nguyên á. Cái gạo tài nguyên mình thấy là làm cơm rất là ngon nha, cơm gà rất là ngon. Thì ngoài cơm ra thì mình sẽ sử dụng các nguyên liệu, các gia vị và để cho cái làm cái món gà ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng là đây là làm mình sử dụng là một muỗng rưỡi cơm đường, 4 muỗng cà phê hạt nêm, cái 4 muỗng loại cà phê loại trung nha các bạn, một muỗng cà phê. Đây là mình sử dụng là bột ngọt nè. Thì loại cơm gà này mình sẽ sử dụng bột ngọt nha các bạn. Thì muỗng cà phê tiêu. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái muối hột. Cái muối hột này các bạn sử dụng khi mà mình luộc nấu canh rất là ngon nha. Nó không có cái vị mặn của nó, không có mặn, mà nó rất là ngon, nó thanh, nó ngọt thanh ngon á. Thì mình thường hay nấu canh hay là sử dụng cái món luộc thì mình sử dụng muối hột nó sẽ ngon hơn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bột điều, cái bột hạt điều. Thì nếu các bạn nào chúng ta thích cái màu gạch của màu gạch á, màu gạch của tôm á, thì các bạn mua ở ngoài tiệm, những tiệm đồng quá có. Còn hôm nay mình sẽ sử dụng cái bột hạt điều. Rượu trắng, ở đây mình sẽ sử dụng hai muỗng cơm rượu trắng. Mình sẽ sử dụng cái tương ớt để ăn cái món kẹo ngày hôm nay, và dầu ô liu. Nếu các bạn không có dầu ô liu ở đây thì chúng ta sử dụng cái dầu bình thường của mình, cái dầu nành của mình cũng được nha các bạn. Thì ngoài ra thì mình sẽ sử dụng những gia vị, thì mình sẽ sử dụng 2 trứng gà cho cái mình hôm nay mình làm cơm món cơm cho cái màu nó đẹp thì mình sử dụng 2 trứng gà, dưa leo, ngò rí. Và ở đây điều đặc biệt ở đây để luộc cái nước gà cho nó thơm á, gà nó không bị tanh, thì mình sử dụng cái này là cái hoa hồi, cái này là đinh hương nè, cái đầu nó mất tiêu rồi, cái đinh hương đầu mất rồi. Thì đây là quế cây nè các bạn, rất là thơm nha. Thì mình sẽ sử dụng 3 loại gia vị này để cho nó thơm. Nếu các bạn nào không có cái nguyên liệu này sẵn á, chúng mà ở nhà mà mình có cái rượu mây quế lộ á, nó cũng ngâm ra như thế này nè các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng cái gia vị này để chúng ta luộc gà bỏ vô nó không có tanh nha. Thì ngoài cái gia vị đó ra thì mình sử dụng đây là khoảng 3 đến 4 tép rừng. Rừng thì làm cho cái mùi gà của mình nó không còn tanh nữa, và khi mình chiên lên nó rất là thơm. Thì trước tiên gà ở đây là mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra nha, để mình luộc. Thì bây giờ cái gà này mình sẽ cắt ra cái nếu các bạn nào chúng ta thích chiên dừa thì chúng ta cắt ra làm 5, làm 6. Còn cái này mình sẽ cắt ra làm 4 thôi nha. Mình chia ra. Mình chia ra 2 cái phần đùi và 2 cái phần cánh nha các bạn. Phần cánh này nó ấy, thì mình sẽ cắt cái cánh này ra đằng cho dày, cho nó dễ khi mình chiên nó dễ nha các bạn. Rồi sau khi mà mình đã cắt ra mình xong rồi nè, ở đây thì mình sẽ
cho gia vị nó dễ thấm á. Đây mình sẽ khứa bên trong trước nha, vài đường cho nó, khi mình ướp cái gia vị cho nó dễ thấm. Rồi sau khi mình xong rồi mình sẽ để đây nha các bạn. Rồi trong khi đó thì những gia vị này mình sẽ miếng sơ qua nha các bạn. Mình sẽ nướng sơ thôi. Thì nếu mà các bạn nào chúng ta không có thời gian nướng thì chúng ta có thể bắt cái chảo dầu lên một ít xíu xíu dầu à, chúng ta xào sơ qua cũng được nha. Thì tuy nhiên cái mùi nướng thì mình sẽ thích hơn nha. Nướng linh hương qua hồi rồi, gừng mình cũng nướng hương nha. Mình nướng trong vòng khoảng 30 giây là được rồi. Rồi mình sẽ sau đó thì rồi sau khi mà nước đây gần sôi rồi, mình sẽ cho một tí xíu nước vào trong cái màu hạt điều của mình nha. Đặng mình khuấy cho nó tan nè. Rồi sau khi nước sôi đây thì mình sẽ cho tất cả các gia vị, cái hương vị nè vào trong cái nồi nước của mình. Đó, cho vào. Rồi sau đó thì mình sẽ cho rượu vào luôn nha. Rồi sau khi cho rượu vào thì ở đây thì mình sẽ cho là khoảng là ở đây là có hai muỗng muối nè, thì mình sẽ cho tất cả hai muỗng muối này vào luôn. Cái muối hột này nó không có mặn đâu các bạn. Sau khi đó thì mình sẽ cho đường, bột nêm, thì mình chỉ chừa lại là khoảng là chừng một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột nêm, bột ngọt mình cũng cho vào luôn. Bột ngọt mình cho muỗng thì mình cho nửa, trong đây nửa muỗng bột ngọt vào. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái màu hạt điều nha. Cái màu hạt điều này thì mình sẽ sử dụng là một muỗng cà phê nhỏ nha, một muỗng chừng khoảng chừng 1 gram đến 1,5 gram thôi à. Rồi sau khi nước sôi thì sôi nè, các bạn thấy nước sôi thì sôi ha. Ở đây thì mình sẽ cho là khoảng là nửa muỗng cà phê dầu ô liu vào trong đây nha. Cái dầu này thì nó làm cho cái hương vị gà của mình nó thơm lắm nha. Chưa gì hết mình đã nghe mùi rồi, mùi thơm của các cái gia vị nè, nó thơm lắm các bạn. Sau khi sôi thì là sôi nè, nước đây sôi thì là sôi, mình ở đây mình sẽ cho gà vào. Mình sẽ hầm gà ở đây, mình sẽ luộc gà ở đây là khoảng là 7 đến 10 phút nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ hầm ở đây, mình lấy nắp đây mình hầm khoảng là 7 phút, 7 đến 10 phút ha. Rồi trong khi mà mình chờ cái gà chín ở đây thì mình sẽ trộn cơm nha.
trộn cơm lên. Rồi sau đó thì mình sẽ cho trứng vào trong đây nha. Khi cho trứng vào đây thì mình sẽ trộn đều lên. Ở đây nếu các bạn nào thích dầu ô liu hay dầu mè gì thì chúng ta sẽ cho một ít dầu ô liu hoặc dầu mè vào trong đây luôn nha. Ở đây mình sẽ trộn đều lên luôn. Rồi mình sẽ cho gia vị vào trong đây trước luôn nha. Rồi sau khi mình trộn sơm đều đây thì mình sẽ để đây mình coi gà của mình ra coi ra sao nha các bạn. Rồi sau khi mình hấp ở đây, mình luộc gà ở đây khoảng là 10 phút rồi nè, thì mình sẽ dở gà ra mình lấy ra nha. Mình sẽ sơm thử coi sao nha, sơm thử ra nếu gà của mình nó không có tươm ra thì nó đã chín rồi nè. Thì gà này nó cũng mau chín lắm các bạn, gà tâm hoàng nó mau chín hơn là gà của ta của mình. Nên mình luộc khoảng 10 phút là được rồi. Thì gà mình đây nó chín rồi nè. Thì mình sẽ gấp ra và để nguội nha. Rồi sau khi mình vớt gà ra đây, ở đây thì các bạn sẽ để cái gà ở trên cho thật ráo nước nha. Thật ráo nước và cái da nó hoàn toàn nó khô nha các bạn. Nếu mà các bạn để cái da nó còn ướt ướt như vậy nè, khi mình chiên nó dễ bắn dầu lắm. Mình sẽ để cho nó thiệt nguội nha. Và nó cái da nó thật là khô và ráo nước thì mình sẽ đem bắt đầu mình đem đi chiên nha. Rồi sau khi đợi cái gà của mình nó thật là khô ráo cái da thì mình đây mình sẽ chiên cơm nha. Mình sẽ cho một ít dầu vào nha. Sau khi chảo nóng rồi mình sẽ cho cơm vào luôn. Ở đây thì tùy theo cái lượng cơm mà các bạn sử dụng là chúng ta chiên cơm nhiều hay ít, và cái thời gian chiên nó nhiều hay ít nữa nha. Như ở đây có lượng của mình là mình sử dụng 2 tô cơm thì mình sẽ chiên đây là cho cái cơm nó ráo dầu luôn nha các bạn. Đó, xin lỗi các bạn là nó có khô lại. Bây giờ mình bỏ trứng vô nó ướt rồi nè, mình sẽ chiên cho nó khô lại luôn nha. Rồi sau khi mình chiên cơm tầm khoảng là 2-3 phút, cái cơm mình nó đã ráo rồi nè, nó khô lại rồi, thì mình sẽ tắt bếp nha. Mình sẽ tắt bếp và mình để cái cơm mình đảo. Khi mà tắt bếp rồi các bạn cũng phải đảo đều, tại vì trên cái nồi chảo của mình á thì ở đây nó cũng còn rất là nóng nha. Nhiệt độ của nó, cái chảo rất là nóng, mình sẽ đảo đều cơm luôn.
Rồi mình sẽ nhắc tướng luôn nha. Rồi trong khi đó mình bắt cái chảo lên là mình chiên cho gà mình nha. Để cho dầu sôi thiệt sôi rồi mình sẽ cho gà vào luôn nha các bạn. Rồi sau khi dầu sôi rồi mình sẽ chiên nha, chiên gà. Thì ở đây nếu các bạn nào chúng ta có cái dĩa, dĩa nhôm hoặc là dĩa inox, chúng ta chiên chúng ta để dày thì cái da gà của mình nó không có bị bị khét như các bạn. Rất là giòn da. Cái chảo mình hơi to, mình để dầu vậy. Rồi mình chiên hơi lâu nha. Chiên cho đến khi gà nó vàng luôn. Rồi mình sẽ đổi qua cái nồi nha. Tại vì cái chảo nó bự quá, dầu nó không có lên tới, dầu nó mình đổ nhiều quá thì nó không có lên tới gà. Mình sử dụng cái nồi thì cái gà nó sẽ ngập dầu hơn. Rồi ở đây mình chiên khoảng 3 phút nè các bạn. Cái da của gà nó rất là giòn nha, nó ngon lắm các bạn ơi. Nó thơm nữa. Mình chiên hai để chút xíu nữa nha. Rồi sau khi gà vàng hai mặt rồi ở đây mình sẽ chớp ra nha. Mình chiên tầm khoảng là 3 phút rồi. Rồi ngon quá các bạn ơi. Bạn thấy không? Ngon quá à. Rồi nè các bạn. Sau khi mình chiên gà xong rồi nè. Rồi da của mình, da gà nó giòn ghê luôn à. Hấp dẫn quá à. Wow. Ngon quá các bạn ơi. À, như thế là mình đã làm xong món cơm gà xối mỡ ngày hôm nay rồi các bạn. Các bạn cũng hãy thử làm cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.